Vì vậy, việc điều chỉnh tài liệu học là rất cần thiết với học sinh. Các đồng chí đã nghiên cứu bài học này. Giờ mời một đồng chí hãy nêu mục tiêu của bài học. Mời đồng chí. Bài này có 3 mục tiêu rất rõ ràng. Một là học sinh biết được điểm giữa hai điểm cho trước. Hai là học sinh biết được trung điểm của đoạn thẳng. Và ba, từ đó học sinh xác định được trung điểm của đoạn thẳng cho trước. Và nội dung thứ nhất là một trò chơi. Theo tôi, nội dung này nên chuyển thành hoạt động khởi động. Và để học sinh tự học được dễ dàng, bốn nội dung còn lại trong tài liệu dẫn học chúng ta sẽ điều chỉnh thành ba nội dung theo ba mục tiêu của bài. Hoạt động khởi động để giúp học sinh chủ động tự tổ chức các trò chơi. Theo tôi, cần hướng dẫn cụ thể trò chơi như sau: yêu cầu cả lớp đứng thành vòng tròn, điểm danh từ 1 đến 3. Các bạn có số thứ tự 1 sẽ làm thỏ và các bạn có số thứ tự 2 và 3 sẽ làm chuồng. Hai bạn sẽ tạo thành một chuồng. Ở nội dung thứ hai là tìm hiểu về trung điểm của đoạn thẳng. Nó được tích hợp phần còn lại của nội dung 3 vào với phần A của nội dung 4. Và tôi sẽ kế thừa kiến thức học sinh vừa tìm hiểu về điểm ở giữa của hai điểm cho trước. Tôi sẽ thực hành, học sinh sẽ thực hành đo để xác định ra những điểm ở giữa. Trong đó có một điểm chia đôi đoạn thẳng thành hai đoạn thẳng bằng nhau. Từ đó cung cấp cho học sinh về trung điểm của đoạn thẳng. Theo tôi, để giúp học sinh củng cố lại kiến thức vừa học thì ta nên xây dựng một cuộc tập bài tập 5 mức độ. Thì ở bài tập 1, chúng ta sẽ cho học sinh quan sát hình vẽ, trả lời các câu hỏi bằng cách điền từ vào chỗ chấm về ba điểm thẳng hàng là điểm ở giữa hai điểm cho trước. Vừa rồi chúng ta đã tiến hành nghiên cứu bài 54, điểm ở giữa trung điểm của đoạn thẳng tiếp 1 và điều chỉnh tài liệu học để giúp học sinh học tập một cách tốt nhất. Tổ chuyên môn sẽ cử đồng chí Lê Thị Thanh Mai. Đồng chí sẽ nghiên cứu kỹ nội dung vừa thảo luận, áp dụng linh hoạt vào lớp dạy của mình. Và sau với bước dạy minh họa thì tổ sẽ tiếp tục thảo luận, phân tích bài học ở bước tiếp theo. Cả tổ cho đồng chí một tràng pháo tay.
vừa rồi qua kiểm tra tất cả các nhóm, cô khen cả 4-6 nhóm. Các em đã thực hiện xong cả 3 nội dung phần hoạt động cơ bản. Kiểm tra các nhóm tôi thấy chúng mình đã biết điểm ở giữa hai điểm châu trước, biết xác định trung điểm của một đoạn thẳng. Và đặc biệt cô khen các nhóm trưởng của các nhóm, các em đã điều hành các bạn thực hiện lần lượt được các hoạt động rất tốt. Mỗi một bạn cô nghĩ rằng các em đều có những suy nghĩ, những cảm xúc khác nhau. Chúng mình hãy cùng viết lại những cảm xúc đó vào phiếu và sẽ cùng đưa về những cái thư vui để cô trò chúng mình cùng chia sẻ nhé. Và tiết học của chúng ta dừng lại ở đây. Tất cả chúng mình hãy cùng đứng dậy và hát bài Em Yêu Xứ Em nào. Hôm nay dựa cái tiết của đồng chí Mai thì tôi cũng nhận thấy là chúng ta đang xây dựng theo cái hướng đi như thế là hợp lý. Và ngồi gần ở hai nhóm của tôi sau cái tiết học, tôi có hỏi các em là hôm nay học với cái tài liệu tổng khác thì các em thấy như thế nào, có gặp khó khăn hay không, thì tất cả các em đều trả lời là chúng em rất là dễ học, thì tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm và tôi sẽ áp dụng cho cái lớp học của mình. Và một cái cảm nhận của tôi sau cái tiết dạy của đồng chí Mai ngày hôm nay nữa, đó là với cái tài liệu dẫn học giáo viên đưa ra thì học sinh học tập rất là tích cực và đang chủ động trong học tập. Và đặc biệt cái điểm nổi bật ngày hôm nay là giáo viên đã bám sát các nhóm, cô giáo là đi tuần tự từng nhóm và tư vấn cho các em và phát hiện ra những cái lỗi của một số em và đã có những cái câu hỏi để giúp các em tìm hiểu kiến thức và có những cái lời tư vấn rất là kịp thời động viên được em. Thì cái việc đánh giá học sinh theo thông tư 30 của chúng ta thì tôi thấy là tôi học tập được và tôi cũng sẽ áp dụng. Và kính thưa các đồng chí, qua cái sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu tiết toán bài năm tư tiềm ở giữa trung điểm của đoạn thẳng tiết 1 thì các đồng chí đã có những cái sự đầu tư nghiên cứu một cách thực sự sâu sắc và các đồng chí cũng sẽ tiếp tục áp dụng cái đánh giá, áp dụng cái cách điều chỉnh này và cái đánh giá này để về cho tiết dạy của mình. Thông qua cái việc đánh giá theo thông tư 30 và điều chỉnh tài liệu dẫn học thì chúng ta cũng có thể vận dụng cho tất cả các bài học khác ở các môn học. Cuối cùng là để chuẩn bị cho cái tiết chuyên đề sinh hoạt chuyên môn lần sau thì các đồng chí sẽ về nhà và soát lại cái chương trình học kỳ 2 xem là những cái bài học nào khó ở tất cả các môn học nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục và hợp tác để nghiên cứu. Về việc thực hiện đánh giá thông tư 30 thì hôm nay cô cũng có thể ghi nhận rằng cô Mai đã thực hiện rất là tốt. Cô đã quan tâm đến việc nhận xét bằng lời, rồi cô còn ghi cả cái nhận xét ở trong phiếu bài tập cho học sinh. Và cái quan trọng nhất là cô giáo đã quan tâm đến tiến trình học của học sinh. Cô đã có những tư vấn rất là kịp thời, động viên kiến thức học sinh và tất cả đều vì sự tiến bộ của em. Và tôi nghĩ rằng lớp của đồng chí Mai cũng rất là tiến bộ trong